Con rồng thứ hai chính là Porunga, hay gọi thân thường là rồng thần Names. Anh này trong bản Dragon Ball Z được gọi là hàng Ryu, còn con rồng trái đất là hàng Fest. Thay vì có mấy cái tay cục ngủn và ốm nhom ốm nhách như Shenron, thì anh này ngầu và to lớn hơn rất nhiều. Đôi tay vạm vỡ bụng bốn muối, đầu được cắm bốn cái sừng và hai cái sừng, mặt cá chê bảy cá lóc, da xanh như da ếch vậy. Cũng có râu trên trán như người Names luôn. Anh rồng này kiểu thằng nào bô láo ảnh đấm phát trên luôn đó. Nhưng được cái ảnh rất tốt bụng nè, đạo đức cao, lại có khiếu hài hước, dù rằng cũng khá thiếu kiên nhẫn và nóng nảy đấy. Thích hồi lắm, nhưng không hề hối như giặc giống anh kia. Vì con rồng tiêu tốn khá nhiều năng lượng để duy trì hình dạng mà. Thằng nào mà ước không kịp, anh dần, anh bỏ về nhà luôn. Anh rồng này có thể hồi sinh được nhiều người cùng lúc, lại còn có thể soạn lọc, thằng nào tốt thì cho sống, thằng nào xấu thì cho chết hẳn. Khi người ta ước á, ảnh không làm ngay, mà còn phân tích thiệt hơn cho người ta. Có lần ảnh từ chối thẳng thừng việc đem hồn của Goku về, vì sợ thằng Goku nó chết nếu thực hiện điều ước đem hồn về mà méo đem xác. Sau khi hồi sinh Krillin, ảnh còn bonus dịch vụ thêm là giặt ủi hồi phục cho thằng chọc một bộ đồ mới sáng bóng. Quá ngon, xứng đáng 5 sao, đẳng cấp dịch vụ tại vũ trụ rồi. Ảnh còn biết mắc cỡ khi Bulma nháy mắt nữa chứ.